Bất động sản Nhà Bè xin trân trọng kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Bất động sản Nhà Bè xin kính mời tất cả quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi tham quan một căn nhà nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 dài 17m, được xây dựng kiên cố với kết cấu 1 trệt 3 lầu, gồm 4 phòng ngủ, 5 toilet, một sân rất là rộng để đậu ô tô và xe máy, nhưng vẫn còn không gian khoảng trống rất là nhiều. Nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại châu Âu nên rất phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Trước nhà của chúng ta có con hẻm là 7m, xơi qua lại quay đầu thoải mái. Đặc biệt nhà nằm ngay khu dân cư hiện hữu, cực kỳ là an ninh và yên tĩnh, bởi vì nhà chúng ta chỉ cách công an xã và ủy ban xã chừng khoảng 100m. Nhà của chúng ta rất thích hợp cho khách mua để ở hoặc kinh doanh mở văn phòng công ty, phòng mạch, spa, nail, do vị trí rất là thuận lợi vì nhà cách cầu Phú Xuân khoảng chừng 300m, lại giáp quận 7 và cách Phú Mỹ Hưng khoảng 2 phút xe máy. Xung quanh lại có rất là nhiều tiện ích như là gần sát chợ Phú Xuân, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, hàng loạt các ngân hàng, công viên, nhà sách Nguyễn Văn Cừ, cách ủy ban xã và công an xã chừng khoảng 100m. Sau lưng nhà là trường học cấp 2, trước nhà là trường tiểu học và hồ bơi, chỉ cách đó khoảng chừng 50m nên rất là thuận tiện cho gia đình có con nhỏ nhưng lại ngại trường học ở xa và không tiện đưa đón. Nếu như quý khách hàng sở hữu căn nhà này thì sẽ giải quyết được vấn đề trên. Bên cạnh đó, xung quanh nhà cũng rất là yên tĩnh và an ninh, lại gần công viên và hồ bơi, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng đối với những người lớn tuổi nhưng lại không thích ồn ào và lại có không gian trong lành mát mẻ để hưởng thụ cuộc sống. Đây là vị trí mặt tiền phía trước nhà. Còn đây là khoảng sân trước nhà. Với cái khoảng sân này chúng ta có thể đậu ô tô và nhiều xe máy, nhưng vẫn còn khoảng trống rất là nhiều. Phía trên là một cái vách khung bảo vệ bằng inox rất là chắc chắn. Còn hai bên vách tường được trang trí bằng hai hàng cây xanh, tạo điểm nhấn rất là riêng và cho cảm giác rất là dễ chịu và mát mẻ. Nếu nhà chúng ta có ít xe thì chúng ta có thể tận dụng khoảng sân này để trồng cây xanh cũng rất là phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào không gian phòng khách. Như quý khách hàng có thể thấy là không gian phòng khách được thiết kế rất là sang trọng và hiện đại, bao gồm một cái bộ sofa và những cái đường chỉ nổi trên nền gạch màu trắng, cho chúng ta có một cái cảm giác rất là rộng và thoáng. Phía trên chúng ta có một cái đèn chùm mang phong cách kiểu hiện đại châu Âu. Chúng ta xem lại phần sân phía trước nhà. Với cái phần sân này rất là rộng rãi, chúng ta sẽ để được rất là nhiều xe. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tham quan khu vực phòng bếp. Phòng bếp được thiết kế rất là chăm chút, tỉ mỉ, rất là hiện đại, bởi vì đây sẽ là nơi sinh hoạt chung cho cả gia đình quây quần với nhau sau một ngày lao động vất vả. Điểm nhấn là một cái đồng hồ trên vách cũng rất là đẹp. Điểm đặc biệt của căn nhà này đó chính là khoảng sau này chúng ta có một cái giếng trời dùng để lấy ánh sáng và không khí từ bên ngoài vào. Nhưng chủ nhà rất là khéo léo khi kết hợp không gian giếng trời với bếp là một, để cho việc lấy ánh sáng cũng như là không khí được hoàn toàn hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì gia chủ cũng đã trang điểm thêm không gian giếng trời bằng hàng loạt các cây cảnh cũng như là thảm cỏ và gạch theo cái phong cách là thác nước rất là đẹp. Với cái phong cách thiết kế bếp và giếng trời là một như thế này thì quý khách hàng có thể thấy là không gian phòng bếp của chúng ta trông rất là sáng và rộng, cũng như là có thể vừa nấu ăn cũng như là vừa ngắm nhìn khu vực bên ngoài giếng trời, tạo cho quý khách hàng cảm giác rất là thoải mái trong cái công việc
bếp núc của gia đình mình. Với cách thiết kế này sẽ cho chúng ta có cảm giác là không gian phòng bếp rất là rộng và thoáng hơn rất là nhiều, không có cảm giác nóng cũng như là ngợp mỗi khi đặt chân vào căn bếp này. Quý khách hàng cũng có thể là thấy nhà của chúng ta rất là hiện đại. Bây giờ chúng ta xem lại không gian khu vực phòng khách. Đây là cầu thang dùng để lên tầng 1, tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Thì cầu thang của chúng ta được làm bằng tay vịn là gỗ, cầm xe kính cường lực 10 ly, rất là chắc chắn, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Còn đây là khu vực phòng ngủ thứ nhất, được ốp sàn gỗ tự nhiên. Mỗi một phòng chúng ta sẽ có một cái toilet riêng, rất là thuận tiện trong việc sinh hoạt. Như quý vị và các bạn cũng có thể thấy là sàn gỗ rất là sang trọng và rất là sạch sẽ. Đây là khu vực phòng vệ sinh được ốp gạch từ trần lên tới sàn, tạo cảm giác rất là sạch sẽ. Nhà chúng ta có một cái phong cách thiết kế lệch tầng, do đó rất là hiện đại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên phòng ngủ thứ hai. Đây là khu vực phòng ngủ thứ hai, cũng như là phòng ngủ đầu tiên, cũng được ốp sàn gỗ, và toilet được ốp gạch từ sàn lên tới trần. Tiếp đến chúng ta sẽ tiếp tục tham quan phòng ngủ thứ ba. Ở giữa cầu thang này chúng ta sẽ có một khoảng không gian giếng trời lấy ánh sáng và gió vào các phòng, do đó là ban ngày quý khách hàng không cần phải mở điện cũng như là mở điều hòa, bởi vì chúng ta sẽ lấy ánh sáng và gió trực tiếp từ bên ngoài vào, rất là mát mẻ và rất là tiết kiệm điện. Còn đây là khu vực là sân thượng phía trước, sân thượng phía sau. Đây là khu vực sân thượng phía trước. Nhà của chúng ta có tổng cộng là 4 phòng ngủ, 5 toilet, sân thượng trước sau, giếng trời lấy sáng và lấy gió. Phong cách căn nhà này được thiết kế theo kiểu dạng là tầng, do đó rất là hiện đại. Còn đây là khu vực phòng giặt. Sau khi chúng ta giặt đồ xong, chúng ta có thể đem ra phía sân thượng sau và phơi đồ, rất là hiệu quả. Với kiểu thiết kế là tầng này thì mỗi căn phòng sẽ được độc lập và riêng biệt với nhau, do đó sẽ tạo cho các thành viên trong gia đình có được cảm giác riêng tư rất là cao. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tham quan lại khu vực tầng trệt, bao gồm có bếp, giếng trời và phòng khách. Với kiểu thiết kế này thì chắc chắn là quý khách hàng sẽ rất là thích thú mỗi khi bước chân vào trong căn bếp của chính gia đình mình. Bởi vì khi vào đây chúng ta sẽ có được một cái cảm giác rất là thiên nhiên, rất là sảng khoái, và công việc bếp núc của chúng ta không hề đơn điệu và nhàm chán, mà sẽ tăng thêm phần hứng khởi mỗi khi chúng ta có khách tới chơi nhà. Nếu như quý khách hàng quan tâm về căn nhà này, xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0909 076 085. Chúng tôi sẽ dẫn quý khách hàng đi tham quan căn nhà này một cách chi tiết nhất. Quý khách cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc quý khách cũng có thể comment bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay trong thời gian sớm nhất. Hiện tại căn nhà này đang được rao bán với mức giá cực kỳ hấp dẫn là 5 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho khách hàng thiện chí. Xin cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào quý khách hàng và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.